Hello, dạ em xin mến chào đại gia đình yêu thương của em nha. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Mến chúc đại gia đình của mình một ngày thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì bữa hôm nay em có một cái đề tài về cái cách nhắn tin để tán tỉnh một cô gái khiến cho cô nàng mê mẩn và trái tim tan chảy luôn nha quý vị. Thì em xin phép được bật mí 5 cái tin nhắn mà tán tỉnh khiến cho một người con gái vô cùng mê mẩn luôn. Đọc xong một cái là tôi nói gật đầu đồng ý liền luôn. Và đây là một cái đề tài mà em nghĩ rằng hết sức là hay, đặc biệt là dành cho các anh, bởi vì hiện tại là có rất là nhiều anh chàng đang ở không, chưa có bạn gái và đang muốn chinh phục những cô em chân dài hot girl, hay là những cái cô bạn học, hay là những cô nàng làm chung công công sở, mà khi mà tình cờ cái tiếng sét ái tình nó đánh trúng cái sẹt một cái là mình thương thầm trộm nhớ cô nàng và rất là muốn khao khát tạo ấn tượng với cô gái ấy. Nhưng mà để mà tán tỉnh, mà để mà chinh phục một cái cô gái thì là một cái chuyện hết sức là khó khăn. Nhưng khó không phải là không có cách nha quý vị. Bởi vì chuyện gì cũng có thể xảy ra và điều gì cũng có thể làm được, cho nên là gây ấn tượng với một cô gái tuy là nó khó nhưng mà cũng vô cùng dễ nếu như mà các anh biết cách làm sao để gây ấn tượng với cô nàng. Có những anh chàng khi mà vừa sanh ra đã khá là nhút nhát về cách ăn nói, nhút nhát về hành động, cho nên là quá trình mà mình mạnh dạn mình nói ra những cái lời tỏ tình thì nó quá khó luôn. Mình gặp một cái là mình run bần bật vậy nè đó, cho nên là không có dám nói mắc cỡ quá. Mình thích cô nàng mình cũng không dám nói ra nữa, nhưng người con gái họ lại yêu bằng tay. Người đàn ông phải nói ra những cái lời hoa mật mật ngọt chết ruồi nha quý vị. Cho nên là khi mà nghe những cái lời nói đường mật từ đàn ông thì đa phần chị em phụ nữ con gái họ đều thích những cái lời nói ấy. Và nếu như là những anh chàng nào nhút nhát không có dám nói ra những cái lời yêu, những cái lời thương thầm trộm nhớ với cô ấy thì làm sao mình có thể tạo ấn tượng với cô nàng, chứ đừng có nói là mình chinh phục cô nàng nữa. Cho nên là video clip này dành cho các anh nha. Nếu như mà mình không mạnh dạn mình nói được thì mình có thể là mình viết thư tình, hoặc là mình sẽ dùng cái điện thoại của mình nhắn tin, và cái tin nhắn tỏ tình mình bày tỏ tình cảm nó dễ dàng hơn và nó hiệu quả hơn, để cô nàng lúc nào cũng đọc cái tin nhắn đó một cái thôi là cô nàng sẽ nghĩ và đêm ngày nhớ ngày mong để mà nhớ mong cái tin nhắn ấy. Cô nàng rất là thích những cái tin nhắn như thế này. Và ngay bây giờ đây em xin bật mí với quý vị để không làm mất thời gian của quý vị nha. Thì 5 cái tin nhắn để mà tán tỉnh khiến cho con gái mê mẩn mà trái tim tan chảy đó là gì? Thì cái tin nhắn đầu tiên đó là khi mà các anh có được số điện thoại của cô nàng rồi thì mình muốn nhắn những cái lời yêu thương, thì Ngọc khuyên rằng các anh lựa những cái lời nói nó văn chương, nó hoa lá hẹ để mà có thể đi sâu vào lòng người ha. Để khi cô nàng đọc được những cái tin nhắn ấy thì chắc chắn rằng cô nàng sẽ đáp trả cái tình yêu với các anh ha. Thì cái tin nhắn đầu tiên mà em nghĩ rằng và khuyên rằng các anh nên nhắn cho cô nàng đó là: anh muốn ôm em, chạm vào em, hôn lên đôi môi em để xem là em có phải làm từ đường hay không, mà sao mà nó ngọt, mà nó vì nó đối với anh đó, em thật sự là quá ngọt ngào luôn, đến nỗi mà các anh tưởng như cô nàng này có phải làm bằng kẹo sao mà ngọt dữ vậy. Cho nên đó là một cái tin nhắn nó vô cùng dễ thương mà nó cũng hơi vui vui ha. Đây là những cái lời nói mà nó làm cho cô nàng cảm thấy mê mẩn đây. À, lời nói tiếp theo đó là gì? Cái câu tin nhắn thứ hai mà em khuyên rằng nếu anh chàng nào nhút nhát không dám nói ra thì hãy nhắn cái lời này gửi đến cô ấy nha: có lẽ em là một người đến từ tương lai, bởi vì anh nhìn thấy tương lai của chúng ta bên nhau. Dù vậy, anh cũng rất vui khi được gặp em ở hiện tại, vì chúng ta sẽ có thêm thời gian để hiểu nhau hơn. Đó một cái lời giống như là tỏ tình, một cái lời đề nghị, một cái lời mời để cô nàng và mình sẽ có dành nhiều thời gian để tìm hiểu nhau hơn, phải không các anh? Tin nhắn tiếp theo mà có thể tán tỉnh cô nàng đó là gì? Anh nghĩ người ta không cần phải chết để được lên thiên đàng,
Vì đôi khi các thiên thần sẽ tự giáng xuống để ban phước cho những người may mắn. Cảm ơn em đã xuống đây, thiên thần của anh. Trời ơi, những cái tin nhắn này nghe muốn ngụm gúng luôn quý vị ơi. Nó dễ thương hết sức luôn vậy đó. Tin nhắn tiếp theo có thể tán tỉnh được cô nàng, khiến cô nàng mê mẩn, trái tim tan chảy luôn. Đêm nay anh có một ý nghĩ rất lạ. Anh nghĩ rằng chúng ta thuộc về nhau. Trời ơi, cái tin nhắn này nghe dễ thương quá trời quá mất luôn vậy đó. Em kết cái tin nhắn này nha quý vị, tin nhắn này hay á. Nhớ nha, mình mà đang thương thầm trộm nhớ cô gái ấy, móc điện thoại ra liền, nhắn liền cái tin nhắn này. Cô ấy đọc xong một cái cười tủm tỉm, phái phái. Đó, tin nhắn tiếp theo mà có thể tán tỉnh cô nàng có nội dung như sau. Đêm nay anh có một ý nghĩ. Không, hồi nãy em mới nói rồi, tin nhắn đêm nay anh có một ý nghĩ rất lạ rồi. Anh muốn chúng ta thuộc về nhau rồi. Mình lướt qua đi, mình tới tin nhắn thứ 5 đi. Anh từng nghĩ trái tim của mình được làm bằng đá. Trời, nghe văn chương quá trời luôn. Nhưng cuối cùng vẻ đẹp của em đã làm tan chảy nó. Hãy cứu lấy trái tim em. Hay, xin lỗi mọi người, hãy cứu lấy trái tim của anh. Trời ơi, cái tin nhắn nó hay mà nó bá đạo hết sức, mà nó duyên dáng vô cùng luôn. Đó là những tin nhắn mà em vừa đọc ra. Thì quý vị, anh chị em nào mà thấy cái tin nhắn này nó hay thì cứ lấy một trong năm cái tin nhắn này để nhắn cho người yêu của mình nha. Thử xem phản ứng của cô ấy như thế nào. Mà theo em nghĩ là chắc chắn cô ấy sẽ nằm đọc tin nhắn mà cười tủm tỉm, phái phái, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Thì đó là cái lời nói trên TikTok các em thấy vậy hay hay, em ghép vô clip của em. Thì mong muốn rằng sẽ đem đến những cái niềm vui, những cái bí mật nó giá trị, nó hữu ích, để cho đâu đó những anh chàng mà còn thương thầm trộm nhớ yêu đơn phương một cái cô gái mà rất là muốn tỏ tình, rất là muốn tán tỉnh, muốn tạo ấn tượng với cô nàng, thì mình nên dùng những cái lời lẽ nó hay, nó hoa lá hẹ, nó đường mật vậy đó. Thì chắc chắn rằng cô nàng sẽ hiểu được cái tấm chân tình của các anh. Nhưng mà mình cũng phải nói cho nó hoa mỹ chút, tại vì con gái ấy, họ thường hay thích những cái lời nói đường mật lắm. Dù là mình hơi hơi thích thôi, mình cũng phải mình thích nhiều, để trong quá trình mà mình đang yêu cô ấy thì cái tình cảm nó từ từ nó dâng trào lên, thì nó bằng với lại cái lúc mà mình bây giờ mình đang yêu cổ nào mình thích, thì mình phải nói ra để cô ấy hiểu được cái tấm lòng của các anh ha. Thì cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã lắng nghe cái chủ đề của em ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào.